Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây là các phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trước hết là phần tin nói về Biển Đông, Hải quân Hoa Kỳ thách thức Trung Quốc. Tàu khu trục USS Decatur của Hải quân Hoa Kỳ tự do di chuyển trên Biển Đông, gần đây là nhằm thách thức những tuyên bố hàng hải quá đáng của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Đó là theo hãng tin Reuters. Tàu USS Decatur vào hôm 21 tháng 10 đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà chỉ huy Gary Ross gọi là hoạt động thường kỳ, hợp pháp mà không cần có hộ tống và đã không xảy ra những biến cố nào. Trung Quốc đã có phản ứng trong cùng ngày, gọi đây là hoạt động trái phép và khiêu khích, cũng như cáo buộc Washington cố tình cạo căng thẳng khi cho tàu tới sát các hòn đảo mà Bắc Kinh coi là của mình. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, hai tàu Trung Quốc trong lúc đi tuần tra đã cảnh báo tàu của Hoa Kỳ phải rời đi. Việc đưa hạm đội 3 vào thường xuyên chỉ huy các tàu thuyền ở khu vực châu Á là hoạt động vốn đã không được thực hiện kể từ Thế chiến thứ hai cho tỉnh này, sẽ cho phép Hải quân Hoa Kỳ có thể thực hiện các chiến dịch cùng lúc ở cả bán đảo Triều Tiên và Philippines. Một trong hai nguồn nói với Reuters, hạm đội 3 thì có hơn 100 tàu, trong đó có 4 hàng không mẫu hạm, theo bài báo. Và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đa số đảo ở Biển Đông mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Brunei cũng cho là của mình, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì Mỹ muốn duy trì cố vấn quân sự tại miền nam của Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa sẽ buộc lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ Philippines. Đại sứ Mỹ tại Manila là ông Philip Gober ngày 24 tháng 10 2016 xác nhận Hoa Kỳ muốn tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự nhằm triệt hạ phiến quân Hồi giáo cực đoan ở miền nam Philippines. Đại sứ Philip Gober cảnh báo là các mối đe dọa an ninh trong khu vực xung đột rất nghiêm trọng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là một trong một số các tổ chức võ trang nước ngoài đang cố gắng gia tăng sự hiện diện tại khu vực này. Ông Goldberg phát biểu với kênh truyền hình ABS-CBN là Hoa Kỳ đã giúp Philippines giảm mối đe dọa trong thời gian qua, nhưng rất lo ngại về sự xâm nhập tới đây của Daesh hoặc bất kỳ nhóm khác đang muốn tận dụng không gian mở ở miền nam Philippines. Vì vậy, Mỹ muốn tiếp tục giúp Philippines. Từ năm 2002 đến năm 2014, Hoa Kỳ đã đưa 600 binh lính tới miền nam Philippines để huấn luyện binh sĩ địa phương chống lại các chiến binh Hồi giáo. Hiện vẫn còn khoảng 100 lính Mỹ đóng quân tại miền nam Philippines. Theo hãng tin Reuters, trước khi lên đường sang Nhật, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố ông không phải là người khơi mào mối bất hòa với Washington. Ông phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Philippines. Tổng thống Duterte nhấn mạnh, nếu ông còn tiếp tục làm tổng thống thì Mỹ nên quên hiệp định quân sự giữa hai nước đi và không được coi Philippines như một con chó đang bị xích. Tuyên bố của ông Duterte đối nghịch với thái độ lạc quan của Ngoại trưởng Kerry. Sau khi trao đổi với Ngoại trưởng Philippines hôm qua, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ tự tin khẳng định hai nước có thể hành động để vượt qua giai đoạn hiểu lầm do các tuyên bố gần đây của Tổng thống Philippines là Rodrigo Duterte. Đồng thời, ông Kerry nhấn mạnh đến quan hệ bền vững và ổn định lâu dài của Liên minh Mỹ và Phi. Tiếp theo đây là tin liên quan đến hai nhân vật ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ông Donald Trump không tin kết quả các cuộc thăm dò dư luận. Các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu hai tuần trước ngày bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ vẫn cho thấy bà Hillary Clinton đang dẫn đầu. Một lần nữa, ứng viên Donald Trump ngày 24 tháng 10 năm 2016 lại đánh giá là các kết quả này là sai lệch. Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu khả quan, nhưng đảng Dân Chủ vẫn rất thận trọng. Ekip của bà Hillary Clinton lo ngại rằng tỷ lệ cử tri không đi bầu sẽ làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Chính vì thế, những lá phiếu bầu cử sớm là rất quan trọng. Tại phần lớn các tiểu bang, người Mỹ đều có thể đi bỏ phiếu ngay từ bây giờ. Và vì đa số các cử tri bỏ phiếu cho biết họ thuộc phe Dân Chủ hay Cộng Hòa, kết quả đã có thể dự đoán được. Tại các tiểu bang Florida, Nevada, Bắc Carolina, các số liệu đều thấy rằng phần thắng nghiêng về đảng Dân Chủ. Nhưng ông Donald Trump không công nhận điều này. Ông nói, tôi nghĩ trên thực tế chúng ta thắng. Chúng ta có số phiếu ủng hộ cao tại Ohio. Chúng ta thắng tại Iowa. Chúng ta sẽ rất ổn ở Bắc Carolina và tôi nghĩ rằng sẽ thắng lớn ở Florida.
Tôi tin như thế, mặc dù báo chí nói ngược lại. Tuy nhiên, ban vận động tranh cử của ông Donald Trump thận trọng hơn nhiều. Các cố vấn của ông đưa ra lý lẽ mà họ nghĩ đã từng nói nhiều lần. Bà giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump tin chắc rằng các cử tri không dám thú nhận sẽ bầu cho ông Trump, nhưng họ sẽ đi bỏ phiếu rất đông cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Thêm vào đó, ngân sách tranh cử của ông Trump thấp hơn nhiều so với ngân sách của bà Clinton. Với 400 triệu đô la, ngân sách vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân Chủ lớn gấp 4 lần so với của nhà tỷ phú Donald Trump. Thưa quý vị, trong khi đó có một doanh nhân Hoa Kỳ đã tặng bảo tàng Pháp Orsay bộ tranh 350 triệu euro. Tối ngày 22 tháng 10 2016, Tổng thống Pháp đã trao tặng huân chương bắt đầu bồi tình cho cặp vợ chồng người Mỹ là Marlene and Spencer Hayes. Là những người yêu nghệ thuật, hai ông bà đã quyết định hiến cho bảo tàng Orsay bộ sưu tập tranh quý giá gồm trên dưới 600 tác phẩm của những bậc thầy trong làng hội họa Pháp. Khi qua đời, bộ sưu tập của chúng tôi sẽ được dành để tặng người dân Pháp cho tất cả những ai trên thế giới yêu thích nghệ thuật. Ông Spencer Hayes, 80 tuổi, đã tuyên bố như trên tại điện Élysée khi nhận huân chương bắt đầu bội tinh từ tay của Tổng thống Pháp François Hollande. Ngay từ bây giờ, 187 tác phẩm chủ yếu là tranh tượng của ông bà đã được chuyển tới bảo tàng Orsay. Trong hơn 40 năm qua, hai ông bà Hayes, một đôi doanh nhân giàu có sinh sống tại Texas, đã từng bước mua những bức tranh quý giá của các bậc thầy trong làng hội họa Pháp. Đến nay thì bộ sưu tập của Marlene và Spencer Hayes ước tính lên tới 350 triệu euro. Trong đó có những bức họa của Bonnard, Bredon, Corot, Modigliani hay là Duras. Đáng nói hơn nữa là bộ sưu tập đồ sộ của ông bà Hayes không dừng ở đây, vì hàng năm đến sinh nhật của một trong hai người thì người kia lại mua một bức tranh nổi tiếng để tặng cho người bạn đời. Chẳng hạn như gần đây thì Marlene mua một bức tranh của Matisse để chúc mừng sinh nhật chồng. Rồi Spencer lại tặng cho Marlene một bức họa có dấu ấn của Modigliani để mừng ngày bà thêm một tuổi. Trong buổi lễ ở điện Élysée tối ngày 22 tháng 10 2016, doanh nhân người Mỹ Spencer Hayes kể lại: "Thời trẻ, đối với hai ông bà, du lịch Pháp là một giấc mơ tưởng chừng ngoài tầm tay. Năm 1971, lần đầu họ đặt chân đến Paris và tất cả bắt đầu từ đấy. Tình yêu của đôi vợ chồng ông bà Hayes được tặng dành cho nước Pháp, dành cho các danh họa Pháp vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông bà Hayes đặc biệt yêu thích các họa sĩ thuộc trường phái Nabi, phong trào hội họa hình thành vào cuối thế kỷ 19, thiên về chủ nghĩa biểu tượng với ba gương mặt họa sĩ tiêu biểu, Bonnard, Vuillot và Maurice Denis. Nguyện vọng cuối đời của ông bà là công chúng Pháp và tất cả những ai yêu nghệ thuật trên thế giới được thưởng thức những bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập cá nhân của họ." Tiếp theo bản tin nói về lý do Mỹ đã mất dần đồng minh ở châu Á. Thưa quý vị, từng một thời gian dài từ năm 1898 đến năm 1946 là thuộc địa của Hoa Kỳ, rồi sau đó trở thành đồng minh của nhau trong cuộc đối đầu với Liên Xô và hiện tại là trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo. Cho đến giờ, Philippines hầu như nằm hoàn toàn trong sự bảo hộ của Hoa Kỳ. Tổng thống George W. Bush hồi năm 2003 từng xếp Philippines vào danh sách các đồng minh chủ chốt ngoài NATO. Đến năm 2012, Tổng thống Barack Obama đánh giá Philippines là trọng tâm của chính sách xoay trục về châu Á, một ưu tiên chiến lược của chính quyền Obama. Chiến lược xoay trục nhằm chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc, và thực hiện được thì phải dựa vào mối quan hệ đồng minh mới có thể tái bố trí các lực lượng hải quân Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tác giả ghi nhận, cánh tả Philippines mà ông Duterte đã lãnh đạo từ lâu nay vẫn thù ghét Hoa Kỳ, gán cho nước Mỹ là cái danh nghĩa chủ nghĩa đế quốc hậu thuẫn cho chế độ gia đình trị ở Philippines. Vì quá mệt mỏi và chán ghét với cái kiểu nền dân chủ liên tiếp được thống trị bởi các tập đoàn gia đình, cử tri Philippines đã chấp nhận một ứng viên dân túy chuyên quyền như Rodrigo Duterte, một người không thuộc dòng tộc quyền quý nào ở quần đảo này. Tính cách thô lỗ của ông thể hiện ngay cả khi đã lên làm tổng thống, lại khiến cho dân chúng hài lòng. Riêng ông quan hệ với Trung Quốc, có hai sự việc chính khiến cho Tổng thống Duterte ngã nhanh về Bắc Kinh.
Trung Quốc hứa đổ tiền ồ ạt đầu tư vào Philippines. Chính quyền Trung Quốc khẳng định ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và sẵn sàng hợp tác với Manila trong lĩnh vực này. Trong khi đó, thì Washington công khai chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của chính quyền Duterte là cuộc chiến đẫm máu, là vi phạm nhân quyền. Theo tác giả, chỉ trích của Hoa Kỳ đã không làm suy chuyển một ly vấn đề nhà nước phạm quyền ở Philippines, mà chỉ làm cho Hoa Kỳ mất đi một trong những đồng minh lâu đời nhất. Đây có thể sẽ là một trong những bài học đạo đức đắt giá cho Hoa Kỳ, nhất là vào lúc này thì hoàn cảnh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương trở nên phức tạp hơn bởi sự xuất hiện liên minh Nga và Trung. Mà bằng chứng là những cuộc tập trận chung gần đây của Hải quân hai nước. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng là một đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ, nay cũng đang xích lại gần với Bắc Kinh. Lý do cũng bắt nguồn từ việc Washington lên án cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào hôm 22 tháng 5 năm 2014. Một lần nữa, thái độ của Washington về nguyên tắc không có gì đáng trách, nhưng cũng không thể tái lập được nền dân chủ mà chỉ thúc đẩy tập đoàn quân sự Thái xem lại mối quan hệ đồng minh của họ với Washington. Sự kiện Thái Lan dự kiến đặt mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc khiến cho ngũ giác đài hết sức thất vọng. Từ những sự việc trên, tác giả bài viết đi đến kết luận. Để trở lại cuộc chơi châu Á, đối ngoại Hoa Kỳ giờ đây phải đi kèm với ngoại giao kinh tế, dựa trên cơ sở phát triển chung và đầu tư v.v. Người Mỹ sẽ phải bỏ đi những bài học đạo đức để tập trung vào những điều cốt lõi trong quan hệ ngoại giao, như là tương quan lực lượng, lợi ích cũng như kết quả, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, di dân của bang Louisiana muốn kết hôn phải có giấy khai sinh, nhằm mục đích là chặn đứng những vụ kết hôn giả mạo hay gian lận. Dân biểu của đảng Cộng hòa Valerie Hall trong một cuộc họp quốc hội của tiểu bang Louisiana đã bảo trợ một đạo luật về hôn nhân, gây nhiều tranh cãi bắt buộc các di dân phải xuất trình giấy khai sinh hợp lệ mới được kết hôn. Luật này đã được cựu thống đốc tiểu bang Louisiana là Bobby Dindo ký ban hành vào năm 2015. Tuy nhiên, sau một thời gian thi hành luật, hiện đang bị một người tị nạn Việt Nam kiện trước tòa án liên bang Hoa Kỳ vào năm 2015. Quốc hội tiểu bang Louisiana thông qua một đạo luật đưa ra một số yêu cầu bắt buộc những di dân, người tị nạn hay những người sinh tại nước ngoài muốn kết hôn, lập hôn thú tại tòa án của tiểu bang phải xuất trình một số giấy tờ mới được tòa án chấp nhận cấp hôn thú. Luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Ông Nguyễn Xuân Tân là một chấp sự thuộc Hội Thánh Baptist Việt Nam New Auckland tại thị trấn Gretna cho hay, ông đã liên lạc với tòa án địa phương và được biết phải có 4 loại giấy tờ mới được tòa cấp hôn thú. Thứ nhất là khai sinh. Nếu không có khai sinh thì mình sinh ở đâu phải trở về nơi quê quán để làm khai sinh lại. Tòa cho biết là ở nước nào phải về chỗ đó hay nhờ những người ở nước mình để xin cho mình cái giấy khai sinh. Đó là một. Có giấy khai sinh mà không có passport cũng không được, đó là thứ nhì. Thứ ba nữa là tòa án cũng cần biết nếu đã ly dị thì phải có giấy ly dị. Thứ tư là căn cước có ảnh. Tuy nhiên, khó khăn nhất là làm sao có được giấy khai sinh, nhất là đối với những người vượt biên, những người tị nạn chiến tranh bị mất tất cả giấy tờ, trong khi vượt biên hay là giấy tờ bị tiêu hủy vì chiến cuộc. Đối với cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Louisiana, theo nhận xét của ông Tân, phần lớn những người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì luật này là những người từ Việt Nam trong thời gian gần đây, ông Tân nói. Có rất nhiều người qua đây một thời gian để du học hay để đi làm. Sau khi hết hạn 2-3 năm, họ ở lì luôn không chịu về. Visa, passport của họ hết hạn và họ muốn cưới những người có quốc tịch Hoa Kỳ để họ ở lại đây. Một phụ tá luật sư tại văn phòng luật sư Allen for Scorberger chuyên lo các vấn đề về gia đình ở tại Harvey, New Orleans cho biết có những người khách vô đây, họ qua đây theo những tình trạng khác nhau. Nhưng khi gặp một đối tượng rồi thì họ muốn ở lại luôn, không muốn về nữa, cho nên họ bắt buộc phải đăng ký kết hôn để đổi tình trạng cho mình. Khi ra tòa thì khó khăn ở chỗ là người bên Việt Nam thường có giấy khai sinh hẳn hoi nên không có trở ngại. Chỉ có trở ngại là những người ở bên Mỹ này, những người vượt biên hồi xưa qua đây mới 2-3 tuổi thì làm sao có khai sinh. Tòa cũng nói là từ tháng 1 đến bây giờ, luật thay đổi bắt buộc phải có khai sinh original thì tòa mới cấp chấp thuận và nó là hôn thú. Nữ phụ tá luật sư này cho biết là văn phòng đã tìm đủ mọi cách để thay thế giấy khai sinh nhưng không được tòa chấp thuận. Ngày thứ ba vừa qua thì ông Việt,
Victor Anh Võ, 31 tuổi, cư dân tại Louisiana đã đệ đơn lên kiện tòa án liên bang vì đã ngăn cản ông và những di dân khác kết hôn vì không có giấy khai sinh. Ông Võ sinh tại một trại tị nạn ở Indonesia vào năm 1985 và có quốc tịch Hoa Kỳ khi ông mới 8 tuổi. Hôn thê của ông là cô Heath Phạm, sinh ra ở Mỹ. Đơn kiện của ông Võ nêu lý do luật vi phạm những quyền hiến định của ông và nhằm kỳ thị những người sinh ra tại nước ngoài. Ông Võ được các luật sư tại Trung tâm Công lý Chủng tộc thuộc Tổ chức Công nhân New Zealand và Trung tâm Luật Di trú Quốc gia chuyên binh vực quyền của di dân, một tổ chức có trụ sở tại Los Angeles, đại diện. Trong khi chờ đợi luật được tu chính, sửa đổi hay bãi bỏ, di dân sanh tại nước ngoài không còn cách nào khác hơn là đến các tiểu bang lân cận để lập hôn thú. Kính thưa quý vị. Nếu mà cần giấy khai sinh thì bây giờ theo chị thấy là người ta làm bản sao khai sinh, tức là khai lại cũng được mà. No, khó lắm chị ơi. Phải bản chính, hạn như, bản chính à. Tức là cái chuyện bản sao hay bản gì cũng được hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó khó như vậy nè. Cái người từ Việt Nam mới qua thì không nói. Cái người ở lâu cái người từ là... Việt Nam mới qua không nói. Cái người mới từ Việt Nam qua hoặc là cái người qua Việt Nam không lâu. Hoặc là có những người đó thì họ còn cái giấy khai sinh từ Việt Nam họ đem theo được. Thì họ vô họ làm cái ok. Nhưng mà cái người bên Việt Nam qua có giấy khai sinh, nhưng mà cái người ở Mỹ này đẻ bên trại tị nạn, bên Thái Lan, ở bên Bù Đông, ở bên Lung Dông gì, rồi ở bên mấy cái đảo quốc khác trước khi họ qua Mỹ, thì họ đi đến Mỹ này á, thì họ được cấp giấy tờ tị nạn, rồi họ được có quốc tịch Mỹ, nhưng mà họ muốn cưới cái người ở bên Việt Nam qua thì là tòa lại bắt là cái người mà tị nạn đó phải có cái giấy khai sinh. Kiếm giấy khai sinh ở đâu ra? Biết rằng cho dù theo chị biết ở cho dù ở trại tị nạn đi, khi mình sinh ở trại tị nạn, thí dụ như Mã Lai đi, Philippines đi, thì có người có, họ cũng cấp cho cái giấy. Nhưng mà bây giờ mấy cơ quan đó đã giải tán lâu đời rồi, chẳng lẽ giờ lên Liên Hợp Quốc xin, lên UNHCR, tức là nó gây cái khó khăn cho cái người mà cái ông đó ổng kiện, là bởi vì cũng có lý do của ổng, tại vì ổng bây giờ ổng đã có quốc tịch Mỹ rồi, tự nhiên bây giờ muốn cưới một cô nữa, cô đó cũng là dân Mỹ luôn, tự nhiên bây giờ ở tiểu bang đó lại bắt là ông đó, ông ta phải có cái giấy khai sinh, mà bây giờ đẻ ở bên đảo lúc 2-3 tuổi làm gì có giấy, rồi bây giờ chẳng lẽ đi mò đi kiếm cái giấy lại, rồi đi tìm ra cái cơ quan gốc, rồi nhiều khi có nhiều người ở trại tị nạn lúc mà mới sinh xong rồi đó, khoảng chừng 2-3 tháng là đi ở đó, đâu có cấp giấy tờ gì đâu. Nhưng mà cho dù họ đặt cái luật này, khi người ta muốn làm một cái tờ khai sinh thì ta làm cũng được. Chị theo chị thấy chứ bây giờ mình chị thua đó. Bây giờ bạn tin nói rằng nếu mà muốn cưới nhau thì phải thì đi qua tiểu bang qua khác. Tiểu bang khác. Như ở Cali thì không qua, không chấp nhận, không có chuyện đó. Chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là tại cái tiểu bang đó họ đặt ra vậy, thành ra cái chuyện mà cái ông đó ổng kiện cũng có cái lý do của ông. Bởi vì mới thấy là phép vua thua lệ làng là vậy đó. Dạ. Mỗi nơi có cái quyền hạn riêng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì Quốc Huy và Ngọc Thủy sẽ trở lại trong phần tin Việt Nam.